Hello mọi người, ngày cuối cùng của năm nó cứ lạ lạ sao ấy nhở? Hôm nay mình dậy rõ sớm luôn, nhưng mà quanh đi quẩn lại chẳng làm được điều gì đặc biệt hết. Cứ nghĩ đi nghĩ lại một điều đấy là từ ngày mai mình đã thêm một tuổi mất rồi đấy. Hôm nay thời tiết bên Hàn trời trong xanh không một gợn mây, quá thích hợp để đi ra bên ngoài hòa chung cái bầu không khí chia tay năm cũ cùng mọi người. Tình hình dịch ở bên Hàn thì vẫn còn căng thẳng lắm, nhưng mà bên này thì lúc nào cũng tấp nập quán xá như thế này nè. Nhân một ngày cuối năm nắng đẹp, mình sẽ dẫn mọi người đi chinh phục những món ăn ở phố đi bộ Hàn Quốc nhé. Mấy xúc một cái que xúc xích, một cái này với một cái kia nhá, thập cẩm. 이거 하나씩 주세요. 잠깐만. 야, 소스 이거 닭꼬치 하나. 네. 또 이거? 네. 그리고 이거. 닭꼬치 이거 하나 주고. 네. 이것도 하나 줘? 네. 이것도 하나 주고 이것도 하나 주고. 네, 맞아요. 이거 치즈 발라줄까? 네. Mình không có nhớ là mình đã từng quay phố đi bộ cho mọi người xem cho nhỏ, nhưng mà thật sự là mình rất thích cái không khí kiểu ở phố đi bộ ấy. Vì ở đây không chỉ tập trung nhiều người trẻ của Hàn mà còn tập trung nhiều quán cà phê đẹp này, quán ăn ngon này, chỗ shopping rẻ này. Nhiều khi may mắn còn được xem biểu diễn ca hát nhảy múa hay là ảo thuật bla bla nữa. Còn với mình thì quan trọng là được đến đây ngắm người và thưởng thức những cái món ăn đường phố rất là ngon. Vì những cái món ăn mà hôm nay mình quay ấy thì không phải là con đường nào cũng bán. Vì cái sự nghiệp ăn uống mà mình phải đi xe buýt và cả đi tàu điện ngầm gần một tiếng ấy mọi người. Nhưng mà xứng đáng nhỉ. Wow. Từ từ đã. Cảm ơn nhé. Nè, mình thấy một phần là do thời tiết hôm nay rất là lạnh, âm 8 độ cơ mọi người. Lý do thứ hai là món ăn của quán cô ấy rất là đa dạng và phong phú ấy, nên khách cứ đi đi lại lại đông dã man. Bọn mình thì có gọi 3 xiên đồ ăn khác nhau. Xiên đầu tiên thì có bánh gạo và lòng dồi. Bánh gạo quán này thì rất là dai, cắn cực kỳ đã. Cái nước sốt thì ngọt ngọt thêm cái phần phô mai béo béo nữa. Trời ơi, ngon lắm ấy mọi người ạ. Lòng dồi ở Hàn Quốc thì nó hơi khác ở Việt Nam, đấy là bên trong nhân của nó chủ yếu chỉ có miến thôi, nên mình thấy nó không có hợp khẩu vị với khá là nhiều người ấy. Nhưng một khi đã thích ăn lòng dồi hay còn gọi là sunte thì đúng là ghiền không dứt ra được luôn cơ. Bình thường lòng dồi mà ăn không ấy thì sẽ có chút nhạt nhẽo, nhưng mà khi được kết hợp với nước sốt như thế này thì vô cùng đậm đà. Ngon thật sự nha. Có một điều mà mình phải công nhận đấy là người Hàn rất rất thích ăn gà mọi người ạ. Mình ở bên Hàn 6 năm mà còn chưa ăn được hết tất cả những cái món mà làm từ gà. Riêng cái món gà xiên nướng và tẩm sốt như thế này thì mình ăn bao nhiêu cây cũng được. Cái nước sốt hơi ngọt ngọt, cay cay, thêm vị gà dai dai, mềm mềm. Quá thích hợp cho một buổi chiều trời lạnh tê tái, đúng không? Đã review đồ ăn đường phố mà bỏ qua xúc xích thì quả là một thiếu sót. Cái món xúc xích mà hôm nay mình ăn ấy thì còn đặc biệt hơn là được bọc bên ngoài bởi một lớp chả cá. Xong lại còn được dưới thêm một lớp nước sốt phô mai nên béo càng thêm béo. Cắn một miếng thôi là cảm nhận được đầy đủ hương vị hòa quyện vào với nhau. Nhìn cái làn khói bay nghi ngút thế này thì làm sao mà không mê cho được. Mỗi một xiên mà bọn mình ăn thì có giá là 3.000 won, có nghĩa là cả cái đĩa kia là 9.000 won ấy. Nhưng đảm bảo là hai người ăn no nê nha, mình phải gói về một nửa đấy. Mình rất rất là mê cái xiên chả cá kia, nhưng mà hầu như là clip nào mình cũng có review rồi ấy, nên là thôi, hôm nay thì bỏ qua nhá. Mình sẽ đi ngay sang quán bên cạnh để thưởng thức những cái món tiếp theo. Quán bên này thì bán chủ yếu là xiên nướng, mà mình thấy người Hàn ăn xiên nướng rất là nhiều nhá, đặc biệt là vào mùa đông. Quán vừa nãy mình ăn thì là những xiên nướng ngập trong sốt, còn quán này thì là nướng không như thế này nè. Mình không biết là các xiên có đồng giá hay không, nhưng mà mình gọi một xiên mực và một xiên ốc thì là 4.000 won một xiên. Nếu mà quy ra tiền Việt thì có thể là hơi đắt, nhưng tính theo kiểu người Hàn thì là chưa đến nửa giờ lương làm thêm mọi người ạ. Sau khi chọn xiên rồi thì chúng mình mới nướng ngay trực tiếp trên bếp như thế kia kìa. Xiên thịt gà nè. Cái này cũng là thịt gà. Mực nè. Mực hay bạch tuộc ta? Ốc. Cái cuối cùng mình không biết có phải là tim gà không ấy. Và tất nhiên là không thể dừng lại ở một cái xiên nướng đơn điệu như thế được. Bọn mình còn được chọn rất là nhiều loại nước sốt nữa. Nó có cả vị cay và không cay, và chắc chắn là chú ấy sẽ hỏi mình là ăn được vị nào. Nên mọi người cứ yên tâm và thưởng thức, không sợ cay gì đâu nhá. Cái cuối cùng chú ấy cho đầu tiên mình tưởng muối, tại vì thấy nó trắng trắng ấy. Nhưng ăn rồi thì mình biết đấy là bột phô mai nha. Bao thơm mọi người ạ. Và chắc chắn là phải uống kèm với một ly nước chả cá cho nó ấm bụng. Chết rồi, chú ấy cho nhầm thành cay rồi, sao ấy. Và thế là đã xong hai đĩa hải sản nướng ngon xuất sắc. Cái đầu tiên thì là mực, đúng không? Tại mình không biết mực với bạch tuộc khác nhau chỗ nào ấy. Cái này thịt của nó rất là chắc và dai luôn. Thêm cái nước sốt nữa là ăn cay tê tái mọi người ạ. Em mình tuy không thích ăn hải sản, nhưng mà cái này thì ăn được. Món thứ hai thì mình bảo chú ấy làm không cay, nhưng mà chú ấy lỡ cho cay vớt rồi. Nhưng ăn vào mình mới phát hiện ra là nó ngon ở cái cay đấy đấy.
Mình thấy ốc này thì còn dai hơn cả mực cơ. Mình không nghĩ là nó dai như thế. Nhưng vì vừa nãy mình ăn những cái món gà và mềm rồi ấy, thì bây giờ đổi khẩu vị chắc chắn là sẽ ngon hơn rồi. Ăn mấy cái xiên này tự dưng làm mình nhớ quê kinh khủng. Đến Hải Phòng quê mình ăn hải sản thì đúng là không chê vào đâu được. Mình thì không biết bao giờ mới được về, nhưng mọi người có dịp thì nhớ ghé Hải Phòng chơi nha. Một đoạn đường có xíu xiu thôi mà đi vài bước lại thấy một sạp đồ ăn. Mình ước là mình có cái dạ dày to hơn nữa để có thể review tất cả các món ở đây cho mọi người xem. Nhưng vì có chút no no rồi nên mình sẽ đi tìm cái món mà mình thích ăn nhất. Chính là em nó đây. Xin chào mọi người đến với thiên đường hạt dẻ nướng. Nhìn hạt nào cũng béo ú xong đều tăm tắp là đã thấy mê rồi. Lại còn ngửi thêm cái mùi nữa thì trời ơi làm sao mà cản nổi. Mình sẽ mua một túi 5.000 won nha. Hạt dẻ nướng ở đây thì được bóc sẵn rồi nên là ăn rất là tiện. Và tất nhiên là hạt nào hạt nấy nóng hổi nha. Mùa thu thì cái công việc mà mình thích nhất đó là đi lượm hạt dẻ. Và may sao là mùa đông vẫn còn vương vấn lại một chút hạt dẻ của mùa thu. Hạt dẻ ở bên Hàn thì mình thấy rất là ngon, ngọt và bở. Ăn thì nó giống như là khoai lang nhưng mà nó ngọt và thơm hơn rất là nhiều. Nếu mọi người đến Hàn Quốc vào mùa đông thì mọi người nhớ là phải ăn cái này nhá. Tại vì nó ngon thật đấy. Lạnh như thế này mà có gói hạt dẻ nướng đứng ăn thì đúng là quên hết muộn phiền. Mình đã định quay đầu về rồi nhưng mà chẳng hiểu kiểu gì mùi thơm của cái món này kéo chân mình lại. Chắc là món này không còn xa lạ gì với mọi người nữa đúng không? Tại vì mình thấy món này được bán ở Việt Nam rất là nhiều. Và đây không phải là món của Hàn mà đúng hơn thì nó là món của Nhật, takoyaki. Và mình thấy phố đi bộ nào của Hàn cũng sẽ có một vài quán bán món này. Cái món này thì không có đắt quá đâu, chỉ từ 2.000 won là có thể mua được rồi. Mình nghĩ lý do mà người Hàn ăn cái món này nhiều có thể là do nó cay chăng? Tại vì người Hàn thích ăn cay ấy. Đây là cái món mà em gái mình nó rất là thích và mình cũng bị thích là vì em gái mình nó ăn rất là nhiều. Người Hàn làm thì bên ngoài là lớp bột nhá, bên trong thì có nhân là hạt ngô vậy, với cả mực hay bạch tuộc gì đấy. Mình thì sao phải cái viên viên kia, mình thích ăn cái nước sốt của nó ở bên ngoài hơn. Với cả cái lớp phủ ở bên ngoài ngày xưa mình cứ tưởng là mực khô, nhưng về sau mọi người nói thì mình mới biết là cá khô. Nhưng đúng là công nhận cái lớp phủ ở bên ngoài ăn nó thơm thật. Miệng thì bảo no rồi nhưng mà mua thì vẫn phải mua cái hộp size bự nhất nha. Trên đường đi về thì tiếp tục lại có một quán níu chân mình lại. Đó chính là quán bán những cái con nhộng như thế này. Mình sẽ mua một suất gói về là 3.000 won. Bình thường thì mình thấy là món này là sẽ dành cho các chú mà uống rượu ấy, ăn rất là nhiều. Nên lúc mình mua cô chủ quán còn trêu là về nhà nhớ mua soju nha. Mình thì không uống được rượu nhưng mà đơn giản là thích ăn món này nên là mua thôi. Có thể nhiều bạn thấy món này đầu tiên sẽ bảo là hơi gớm ấy. Nhưng mà cứ mạnh dạn ăn thử đi nha, nó bùi bùi ngon lắm ấy. Mua xong thì trời cũng gần như là sắp tối rồi vì mình có hẹn nên là mình phải về luôn đây. Với cả trời rất là lạnh luôn, mình cầm điện thoại mà tay gần như là bị bỏng lạnh luôn ý. Đây là video cuối năm 2021 rồi và thật sự là mình rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt một năm vừa qua. Thật sự là cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và mình hy vọng là sang năm tới vẫn sẽ được nhận sự ủng hộ của mọi người như thế nhá. Chúc mừng năm mới, yeah!